Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay thì tôi sẽ cùng chia sẻ với ông bà anh chị em về những cái tấm gương ở trong Kinh Thánh. Đời sống của họ đã bắt đầu cuộc đời như nào và kết thúc cuộc đời như nào. Và từ nơi đó thì chúng ta sẽ học được những bài học đáng giá mà Chúa dạy chúng ta cái cách để có thể tìm kiếm Ngài. Hầu cho phước hạnh của Ngài có thể ban của bạn của chúng ta. Cái vị tấm gương đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ trong bài chia là cuộc đời của vua Asa. Trong chúng ta ở đây là ai đã từng đọc Kinh Thánh đến đời vua Asa nhỉ? Ok. Vua Asa là một vị vua rất là đặc biệt. Trong sách các vua thứ nhất đoạn 15 câu số 14 thì khẳng định như sau về cuộc đời của ông. Xong người không trừ bỏ các nơi cao, dầu vậy đối với Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va thì lòng Asa chọn lành cả đời mình. Kinh Thánh nói là Asa là người có tấm lòng chọn thành đối với Chúa trong cả cuộc đời, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Chúa cũng đang tìm kiếm những con người mà có lòng chọn thành để Ngài ban phước. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 16 câu số 9 ấy, nói rằng con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét các thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọng thành với Ngài. Và cho em hiểu ạ, là Chúa đi tìm kiếm Ngài tìm kiếm khắp thế giới này những con người có lòng trọng thành để Ngài làm gì? Để Ngài ban phước. Chúa khao khát ban phước cho chúng ta nhiều hơn cả khao khát chúng ta nhận được phước. Ông bà chị em ạ, chúng ta mong muốn được nhận phước nhưng mà thực ra Chúa còn khao khát để ban phước của chúng ta nhiều hơn chính chúng ta mong ước được phước đó. Chúng ta muốn thành công nhưng mà Chúa lại muốn chúng ta thành công hơn cả chúng ta muốn thành công. Chúng ta muốn được kinh nghiệm sự dư dật về tâm linh, về tâm hồn, về thể xác, về kinh tế thì Chúa còn mong ước điều đó cho chúng ta hơn cả chúng ta mong ước cho mình nữa. Vì lời Chúa nói rằng là Ngài, con mắt của Ngài soi xét khắp thế gian để làm gì? Giúp sức cho người nào có lòng trọn thành đối với Chúa. Cuộc đời của Asa về cơ bản là cuộc đời của ông là cuộc đời tìm kiếm Chúa. Kinh Thánh nói như vậy. Trọn đời là tìm kiếm Đức Giê-hô-va và được sự ban phước của Ngài. Tuy nhiên sang đến đoạn 16 thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự thay đổi rất là lớn. Có một cái sự kiện xảy ra mà dường như là nó làm cho phủ nhận đi tất cả những gì đã Chúa đã khẳng định ở trong đoạn thứ 15. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu chuyện trong cuối đời của Asa được ghi lại trong Sử Ký thứ nhì đoạn thứ 16. Để chúng ta cùng xem câu Kinh Thánh nhé. Năm thứ 36 đời Asa, ba Asa vua Israel đi lên đánh Juda, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào được. Khi ấy Asa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua gửi đến Ben-Hadad vua Syri đã mách mà rằng chúng ta hãy lập giao ước với nhau y như thân phụ của tôi với thân phụ của ông đã làm. Kìa, tôi gửi dâng ông bạc và vàng, hãy đi hủy ước của ông với bà Asa vua Israel để người ra khỏi tôi. Ben-Hadad nghe theo lời của vua Asa, bèn sai các tướng đạo binh đi hãm đánh các thành của Israel, chiếm lấy Izon, Dan, Aben, Ma'im cùng các thành kho tàng của đất Naphtali. Xảy khi ba Asa hay điều đó liền thôi xây cất Rama và bãi công việc. Vua Asa bèn nhóm hết thầy người Juda, chúng lấy đem đi đá và gỗ mà ba Asa đã dùng để xây cất Rama, rồi Asa dùng đồ ấy xây cất Geba và Bigba. Trong khi ấy đứng tiên kiến Hanani đến cùng Asa vua Juda mà nói rằng bởi vì vua nương cậy vua Syria không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông nên đạo quân của vua Syria đã thoát khỏi tay ông. Dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy bởi vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên Ngài phó chúng nó vào tay vua. Vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột nên từ nay về sau vua sẽ có giặc giã. Asa nổi giận với đấng tiên kiến đem cầm thù người và vì tại việc ấy vua tức giận người lắm. Trong lúc đó Asa cũng hài hước mấy người của dân sự
Này, các công việc của Asa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách của vua Juda và Israel. Năm thứ 39 đời Asa trị vì, Asa bị bệnh đau chân đến nỗi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Asa an giấc cùng tổ phụ người. Băng hà năm thứ 41 đời người trị vì, người ta chôn người nơi mộ mà chính người đã đào cho mình trong thành David, để người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phép hòa hương, đoạn người ta xông hương cho người rất nhiều. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy câu chuyện của Asa là gì? Khi mà đất nước giao tranh giữa phía Bắc và phía Nam, thì ông vua Asa đã làm gì? Thay vì nhờ cậy đến Đức Giê-hô-va thì ông đã đi lên đất nước Syria ở phía Bắc để nhờ cậy sự giúp đỡ. Và vì nhờ cậy như vậy cho nên là kết quả của nó là gì? Chúa đã sai một đấng tiên tri và đến nói với vua Asa rằng: bởi vì ngươi nhờ cậy Đức Giê-hô-va, nhờ cậy người ngoại bang thay vì nhờ cậy Đức Giê-hô-va, thì kết quả sẽ là gì ạ? Trong câu số 7 chúng ta xem. Trong khi ấy đấng tiên kiến Hanani đến cùng Asa, vua Juda mà nói rằng: bởi vì vua nương cậy Syria, không nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì kết quả là gì? Đạo quân của vua Syria đã thoát khỏi tay ông. Kinh Thánh nói như vậy. Và trọn đời của ông sẽ có sự giặc giã. Ông bà anh chị em thấy không ạ? Chúa khao khát, Chúa mong muốn để giúp đỡ cho Asa và đất nước của ông, nhưng mà ông không cần, không cần đến Chúa. Người mà ông nương cậy đầu tiên không phải là Chúa mà ai? Mà là người ngoại, là lực quân đội có sức mạnh. Kính thưa ông bà anh chị em, và cái lần thứ hai mà khiến cho Chúa vô cùng thất vọng về Asa, đó là khi ông bị bệnh, được ghi lại trong Sự Ký thứ nhì đoạn 16 câu số 7 này. Năm thứ 39 đời Asa trị vì thì ông bị đau chân, đau đến nỗi nặng lắm. Nhưng mà trong cơn bệnh ông không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Chúng ta thấy rằng hai lần ở trong cuộc đời của Asa đã ghi lại rằng ông không tìm kiếm Chúa mà ông tìm kiếm sự giúp đỡ của con người. Ở đây xin bảo mật đơn rằng là không phải việc chúng ta dùng những cái viên thuốc hoặc là đi bác sĩ hay đi bệnh viện là sai trái trước mặt Chúa. Nhưng mà ở đây Chúa nhấn mạnh đến cái thái độ lòng của ông. Ông không nương cậy nơi Chúa là ông nghĩ rằng là đất nước xứ sở của mình có những thầy thuốc giỏi, cho nên khỏi cần phải kêu cầu Chúa chữa lành, mà chỉ cần nương cậy vào nơi những thầy thuốc là đủ. Và khi mà ông gặp hoạn nạn thì ông không cần kêu cầu đến Chúa mà ông tìm kiếm những sự giúp đỡ của người Syri. Ý thưa ông bà anh chị em, những cái bẫy, những cái cạm bẫy mà ma quỷ có thể giăng cho chúng ta nhiều khi không phải làm chúng ta phạm tội đá dâm, không phải làm chúng ta phạm tội ăn cắp ăn trộm, không phải là làm cho chúng ta làm những cái điều sai chảnh rất rõ ràng được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng mà nhiều khi nó làm cho lòng của chúng ta hướng xa Chúa, không còn nương cậy vào nơi Chúa nữa, trông cậy vào con người, giống như là của Asa ở đây. Trong khi đó đoạn thứ 15 thì khẳng định rằng là lòng của Asa trọn lành với Chúa cả đời mình, nhưng mà sang đến đoạn 16 thì đã thay đổi rồi. Chúng ta thấy không ạ? Chỉ trong một khoảng khắc, một thời gian rất ngắn thôi mà Asa đã thay đổi lòng, không còn trọn lòng đối với Chúa nữa. Cho nên bà anh chị em ơi, giai đoạn đầu chúng ta đi với Chúa là quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng cái giai đoạn cuối của cuộc đời chúng ta đi với Ngài. Có nhiều người trong hội thánh giai đoạn đầu đi với Chúa thì rất tốt, rất sốt sắng, rất là kiên trì, rất là có tinh thần cầu nguyện, nhưng mà rồi tin Chúa một thời gian không thấy sự giải cứu của Chúa, không thấy được sự ban phước của Chúa, bắt đầu người đến nản lòng và tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ phía con người, và điều đó là điều vô cùng tệ hại. Tại sao mà Chúa lại cho phép đất nước xảy ra những cái tình trạng như vậy? Để cho một phần là để cho vua Asa phải nương cậy vào nơi sức mạnh từ nơi Chúa. Với ông bà anh chị em, một trong những danh xưng của Chúa đó là Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Và Đức Giê-hô-va vạn quân, tại sao Ngài lại có cái danh là Đức Giê-hô-va vạn quân? Vạn quân để gì? Để chiến đấu cho chúng ta khi chúng ta cần sự giúp đỡ. Nhưng mà lúc này Asa quên rằng danh của Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, mà chỉ nhìn thấy vạn quân của người Syria thôi. Thường thường khi chúng ta gặp nan đề, gặp khó khăn, thì người mà chúng ta hướng tới đầu tiên là ai? Có phải là Chúa hay không? Hay là chúng ta nghĩ tới mình có thể xem là ai có thể giúp đỡ mình, ai có thể cho mình đi vay mình vận tiền bạc, ai có thể là giúp đỡ mình để chữa lành thân thể của mình?
Không, Chúa phải là người đầu tiên chúng ta chạy đến. Trong Jeremy đoạn 29 câu số 13 thì lời Chúa nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Khi nào chúng ta sẽ gặp được Chúa? Khi tìm kiếm Chúa hết lòng chúng ta mới gặp được Ngài, ông bà anh chị em ơi. Thế nào là tìm Chúa? Tìm kiếm Chúa hết lòng. Trong sách Mác đoạn 12 câu 30 thì lời Chúa nói là các ngươi phải yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hết gì? Hết lòng, hết trí và hết sức. Ở đây cái từ hết lòng ấy nó đại diện cho cả hết trí và hết sức nữa. Có nghĩa là tâm của chúng ta chọn hướng chọn về với Chúa và sức lực của chúng ta hướng chọn về với Chúa. Ông bà anh em có khi chúng ta đi theo Chúa ở trong hội thánh thì chúng ta rất là hăng say thờ phượng Chúa, hăng say tìm kiếm Chúa, hăng say cầu nguyện. Nhưng mà cái bản đánh giá trắc nghiệm mà Chúa sẽ dựa vào đấy đánh giá mỗi một chúng ta là không phải nó nằm chỉ ở trong hội thánh thôi, nhưng mà ngoài hội thánh ra, lúc chúng ta ở nhà chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không, lúc chúng ta một mình chúng ta có thờ phượng Chúa hết lòng giống như là chúng ta đang ở trước mặt mọi người hay không. Vì Chúa nói là các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ai phải là người chủ động trước? Chúa nói rằng là chúng ta phải là người chủ động trước chứ không phải chờ ngồi đấy chờ Chúa muốn ban phước thì ban, Chúa không ban phước thì thôi. Với cái thái độ như thế thì không bao giờ chúng ta nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Chúa nói tìm, các ngươi sẽ tìm và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Trong Ma-thi-ơ Chúa Giê-su nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa bảo làm mấy việc, không phải chỉ xin nữa mà phải tìm mà phải gõ nữa, chứ không phải chỉ xin. Nhiều cái xin chúng ta xin Chúa rồi, xin rồi không thấy cho thì thôi kệ rồi, cũng không quan trọng. Chúa ban phước thì cũng được, không ban trước cũng chẳng sao. Hãy xin, hãy tìm và hãy gõ. Xin cho đến khi nào nhận được, tìm cho đến khi nào chúng ta tìm được, và gõ khi nào cửa mở thì thôi. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cuộc đời của Asa trong giai đoạn đầu, ông hết lòng tìm kiếm Chúa. Ông phá rỡ các nơi cao, không cho cái sự thờ cúng ở những cái nơi cao nữa, mà chỉ có thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem mà thôi. Nhưng mà đến cuối giai đoạn cuối cuộc đời, ông đã trở lòng, không còn được như trước nữa. Thật là đau buồn trong cuộc đời của Asa. Sự ký thứ nhất là 16 số 11. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Lời Chúa dạy chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa khi nào? Khi nào? Luôn luôn. Tìm kiếm mặt Chúa với tìm kiếm tay Chúa khác nhau ở cái gì? Đôi khi thì, không phải đôi khi mà nhiều khi chúng ta đến với Chúa thì tìm kiếm tay Chúa là xin Chúa xòe tay ra để ban phúc cho con. Xòe tay, Chúa xòe tay ra để ban cho con vàng, đất, là nhận được mấy lời tiên tri mà được Chúa ban phước về đất đai, nhà, cửa, vàng, bạc, lấy vợ, lấy chồng, thì nghe thì sướng tai lắm. Xin Chúa xòe tay ra Chúa ban phước. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta nghĩ đến để cái việc đấy như quá nhiều thì đôi khi chúng ta, lòng của chúng ta chỉ hướng tới gì? Hướng tới những cái phước hạnh này. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta tìm kiếm mặt Chúa cơ. Tìm kiếm mặt Chúa. Ông Môi-se khi mà ông được đưa lên trên núi thì ông tìm kiếm gì ở bàn chén thôi? Ông nói rằng lạy Chúa, xin hãy cho con nhìn thấy mặt Ngài. Chúa nói rằng ngươi không nhìn được mặt ta đâu, nếu ngươi nhìn mặt ta ngươi sẽ chết, vì không ai nhìn mặt ta mà còn sống hết, vì mặt của Chúa vinh quang quá là chói lọi. Nhưng mà xin cho con được nhìn mặt. Một người có lòng với Chúa thì luôn luôn tìm kiếm mặt Chúa, xem Chúa suy nghĩ cái điều gì, chứ không phải là lạy Chúa xin Chúa ban phước cho con, giải quyết cho con những cái nan đề cuộc sống chỉ xung quanh, xin Chúa ban phước và giải quyết những nan đề. Không, ông bà anh chị em, Chúa muốn chúng ta tìm kiếm mặt Ngài để biết được Ngài đang suy nghĩ điều gì. Có bao giờ chúng ta đến nhà của Chúa và chúng ta khi bước chuẩn bị bước vào, hoặc là trước khi đến đây chúng ta tự hỏi một câu, lạy Chúa ngày hôm nay con sẽ phán với con điều gì? Lạy Chúa hôm nay Chúa sẽ phán với con điều gì? Đó mới là điều mà chúng ta cần. Chúa ơi, hôm nay Chúa sẽ phán với con điều gì?
trước khi đi ngủ là hỏi Chúa, lệnh Chúa con sẽ đi ngủ nhưng mà tâm con không ngủ đâu, tâm con không ngủ, thể xác con ngủ, tâm con không ngủ, xin Chúa phán với con điều gì đó đi. Con muốn ngày mai thức dậy con nghe được một tiếng phán nào đó từ nơi Chúa qua giấc mơ. Gặp những cái hoạn nạn trong cuộc sống, thay vì thì cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa giải quyết cho con những hoạn nạn, hãy cầu hỏi với Chúa, lạy Chúa, Chúa phán với con điều gì qua những hoạn nạn này vậy, những cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong cuộc sống, không biết là Chúa đang nói gì với con. Con muốn biết được điều đó, thay vì chỉ tập trung là lạy Chúa, xin Chúa giải quyết cho những nan đề của con. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm kiếm mặt Ngài. Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, biết được lối của Chúa, thì chúng ta sẽ được nhận được sức mạnh từ nơi Ngài và anh chị em. Cái tấm gương thứ hai đó là tấm gương của Salomon. Vua Salomon là con trai của vua David, là người được Kinh Thánh nói được Chúa yêu mến. Salomon được Chúa yêu mến và Chúa ban phước rất là nhiều. Trong cái thời kỳ mà ông trị vì thì vàng đầy dẫy, còn đâu bạc thì trở nên như đá ở ngoài đường. Thời kỳ trị vì của Salomon được Chúa ban phước nên là đất nước Israel nhỏ bé như vậy mà những cái nước lân bang phải cống nạp cho đất nước Israel, được sự chúc phước rất là nhiều. Sử ký thứ nhất đoạn 28 câu số 9, chúng ta cùng nhau chúng đọc câu kinh thánh này. Còn ngươi là Solomon, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phụng sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp, những con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ lìa bỏ con đời. Đây là lời dặn của người cha cho người con, vua David cho Solomon. Hãy tìm kiếm Chúa, vì Chúa là đấng dò xét trong lòng của con người. Và con phải hết lòng tìm kiếm Chúa, nhưng mà nếu con bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ con đời đời và mãi mãi. Trong giai đoạn đầu của vua Solomon cũng giống như vua Asa, tìm kiếm Chúa hết lòng, hết sức, hết tâm thờ phượng Chúa. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông thì đã bị sa bại. Mà cái sa bại nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ cái mầm mống của việc lấy những người vợ ngoại bang. Tại sao ông lại lấy những người vợ ngoại bang? Để giao hàng mà. Để cho khi mà mình, đất nước mình có gặp hoạn nạn gì đó, thì vì nể tình là mình lấy con cái của ông vua đất nước ngoại bang đó thì họ sẽ đến giúp đỡ, hay để cho hai đất nước không có giao tranh, không có đánh nhau. Và cái suy nghĩ của ông là như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ đấy tưởng chừng như rất đúng đối với những chính trị gia, nhưng mà nó lại ngược lại với lời Chúa, vì lời Chúa đã dặn rồi là không được lấy vợ ngoại bang. Nhưng mà Salomon vẫn lấy những người vợ ngoại bang. Cái vấn đề lấy vợ nó không phải là chuyện quá lớn đối với vua Salomon, vì ông có thể lấy rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ở đất nước Israel. Nhưng vì ông lấy những người vợ ngoại bang đấy thì sao? Các bà đấy, giai đoạn đầu khi mà ông tin kính Chúa thì các bà đấy im, không dám làm gì hết, không có đem thần tượng nào vào cung điện và đất nước Israel hết. Vì ông đức tin ông mạnh mẽ là đức tin ông mạnh mẽ thì các bà đấy đều phải im hết, không ai dám làm gì. Nhưng mà khi đức tin ông yếu đuối rồi thì bắt đầu các bà lại trỗi lên. Thực ra khi mà các bà đấy lấy vua Solomon là các bà ấy không cải đạo đâu. Các bà ấy không cải đạo đâu. Không phải trở thành một phần của Israel và đi thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đâu. Các bà ấy không cải đạo đâu. Bà ấy chỉ vì cớ vua Solomon và vì cớ vua cha của mình ở đất nước, cho nên mới lấy đồng ý lấy vua Solomon. Nhưng mà khi đức tin của Solomon sa sút thì lúc đấy những cái thần từ trong bà bắt đầu dậy lên, và bắt đầu một loạt các cái đền thờ thần tượng bắt đầu dựng lên ở tại ngay trong cung điện và ở đất nước Israel. Chúng ta xem trong các vua thứ nhất là 14 và 11 và số 4, chúng ta cùng nhau chung bằng công thánh này. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Solomon dụ lòng người đi theo các thần khác,
đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng David à. Ta thấy không ạ? Cuối đời của Solomon cũng giống như cuối đời của ông vua Asa, lòng không còn trọn thành đối với Chúa nữa. Và những bà vợ đã giúp lòng ông để ông đi theo và thờ phượng các thần của bà đấy. Và đây là bắt đầu của sự xa bạn và sự đổ nát. Vì sau thời kỳ của Solomon, chúng ta biết có chuyện gì xảy ra không? Vì Chúa thương David và Chúa thương Solomon, cho nên Chúa vẫn giữ đến thời kỳ của Solomon, đất nước vẫn bình an. Nhưng mà sau khi Solomon qua đời thì đất nước bị chia làm đôi. Và nguyên nhân chính của nó nằm ở đây. Vì vị vua tiền nhiệm là vua Solomon đã sa bại Đức Chúa, cho nên Chúa cho phép đất nước bị chia làm đôi. Cảnh một đất nước cùng một dòng máu, cùng một tổ phụ Abraham mà chém giết nhau, tranh giành nhau, chém giết nhau, ông bà chị em thấy đau đớn không? Họ hàng mình ở phía Bắc, họ hàng mình ở phía Nam, hai quân đi đánh nhau, tan tác. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ đây. Thưa bà chị em, giai đoạn đầu chúng ta đi với Chúa, đức tin của chúng ta có thể mạnh mẽ, nhưng mà có đảm bảo rằng bản kết của cuộc đời chúng ta sẽ vững vàng hay không? Chúng ta có đức tin mạnh mẽ khi còn trẻ, nhưng phải đảm bảo rằng khi chúng ta già yếu, đức tin của chúng ta vẫn còn. Hoặc là đời sống của chúng ta, thế hệ đầu tin Chúa rất là tin kính, nhưng thế hệ sau phải đảm bảo rằng thế hệ con em của chúng ta cũng phải tin kính. Cơ nghiệp mà chúng ta để lại cho con cái của mình tốt nhất không phải là của cải và sự giàu có, mà cơ nghiệp tốt nhất đó là sự tin kính. Vì khi con cái của chúng ta tin kính thì Chúa sẽ ban phước cho con cái của chúng ta. Nhưng mà nếu để lại cơ nghiệp nhưng mà không có sự tin kính thì nó sẽ phá tất cả các cơ nghiệp đó đi. Để lại sự tin kính cho thế hệ sau là điều vô cùng quan trọng. Người bố mẹ không tin kính thì không thể nào con cái tin kính được. Bố mẹ nói dối thì con cái không thể nói thật. Bố mẹ chửi bậy thì con cái không thể nào mà không chửi bậy được. Đời sống của mỗi một người cơ đốc cũng đi với Chúa là một hành trình. Và Chúa cũng nói rằng bản thân ông Phaolô nói: tôi cũng phải cẩn thận đời sống của mình, e rằng sau khi tôi giảng dạy kẻ khác của chính tôi lại bỏ. Và ông nói cái điều đó sau nhiều năm ông thi hành chức vụ. Nên là những gì chúng ta làm trong giai đoạn đầu, cái đức tin của chúng ta trong giai đoạn đầu cũng chưa khẳng định được là chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên đàng. Nếu chúng ta không trung kiên đi với Chúa, trong sách Công Vụ thì các sứ đồ nói với hội thánh rằng là anh em phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước thiên đàng. Trong sách Khải Huyền thì lời Chúa nói rằng ai phải bền lòng cho đến cuối cùng thì mới nhận được sự cứu rỗi. Khá trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban cho người mão triều tiên của sự sống. Sẽ có giai đoạn thử thách xảy đến, vì vàng không qua thử lửa thì không thể làm vàng. Đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta không trải qua sự thử thách thì đức tin đó chưa phải là đức tin thật. Một người công bình như Gióp cũng phải trải qua sự thử thách. Nhưng mà Gióp đã trung kiên trong đời sống đức tin của mình. Khi vợ ông nói với ông rằng là tại sao không rủa xả Đức Chúa Trời mà chết đi, thì ông nói với bà vợ là gì? Hỡi đàn bà ngu muội kia, tại sao ngươi nói như thế? Ông gọi vợ ông là gì? Đàn bà ngu muội. Tại sao lại ngu? Mà ngu thật. Vì lại xui người đàn phụ nữ mà lại xui chồng đi rủa xả Chúa mà tự tử chết đi thì thật là ngu. Ông nói với người vợ mình: hỡi đàn bà ngu muội kia. Trên đời sống của mỗi một chúng ta
Chúa sẽ cho thử thách xảy đến để rèn luyện, để thử luyện xem là trong cái thử thách đấy chúng ta có đứng vững được hay không. 12 môn đồ Chúa cho thử thách. Chối Chúa một lần, chỉ có mấy người phụ nữ là còn trung kiên đi với Chúa trong lúc Chúa Giêsu bị bắt mà thôi. Anh chị em ạ, người mạnh mẽ như Phêrô cho Chúa răng ra cơ và các sứ đồ khác đi đâu hết rồi. Thử thách xảy đến để làm gì? Để xem cái lòng trung kiên của chúng ta đối với Chúa nó như thế nào. Tôi phục vụ Chúa rất nhiều năm, và trong cái cuộc đời phục vụ Chúa tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc đời có những con người rất là sốt sắng, từng giai đoạn đầu rất là sốt sắng, bắt bớ vượt qua, bắt bớ từ chính quyền, bắt bớ từ gia đình, bắt bớ từ mọi cái đều vượt qua hết. Nhưng mà bây giờ họ đi thờ thần tượng. Bởi vì tại sao? Nó biết rằng là ma quỷ biết rằng nếu mà nó không đánh gục mình bởi sự bắt bớ thì nó sẽ đánh gục mình bởi con đường khác. Rất đơn giản thôi. Có người thì lấy vợ lấy chồng ngoại đạo, lúc đầu thì thỏa hiệp đức tin, dần dần thì xa đức tin. Có người thì lấy chồng trong đạo nhưng mà chồng không đi thờ phượng. Thôi em đi đi anh, như chủ nhật anh ở nhà em đi đại diện là được rồi. Đó. Thôi dần dần đi. Công việc bận quá thôi, chủ nhật thỉnh thoảng em đi một tháng ba buổi thôi, một buổi ở nhà giúp anh. Công việc bận quá không ai giúp đỡ mà. Mình hai đứa con như này phải đi làm. Rồi từ một tháng đi thờ phượng đầy đủ đến một tháng đi còn ba buổi thì một buổi ở nhà giúp đỡ. Sau đó thì mình rút lên thêm nữa là từ một tháng đi hai buổi và cuối cùng một tháng một buổi và dần thì ba tháng một buổi và cứ dần thì rút lên và cuối cùng thì đem thần tài về nhà để thờ. Tên của họ đã được ghi vào trong thê sổ của Chúa rồi, những thiên sứ lại xóa cái tên này đi. Khi mà thiên sứ phải xóa tên một người ra khỏi sách sự sống thì làm tan vỡ trái tim của Chúa Giêsu. Nếu như Chúa phải nhìn thấy thiên sứ xóa tên một người ra khỏi sách sự sống thì trái tim của Chúa Giêsu tan vỡ, để khóc cho những cái tên đó. Nhưng mà đó là một phần tất yếu phải xảy ra. Muốn hay không muốn, Chúa vẫn cứ phải cho thử thách xảy đến để xem là cái lòng trọn thành đối với Chúa như thế nào. Abraham cũng phải trải qua sự thử thách để xem lòng trọn thành của ông đối như nào. Khi Chúa nói với Abraham là hãy dâng con trai đầu lòng và duy nhất của ngươi làm của lễ thiêu, và ông Abraham đau xót lắm khi mà nghe điều đó. Nhưng mà có một đức tin rằng dù cho mình có giết con của mình dâng làm của lễ thiêu thì Chúa sẽ khiến cho con của mình sống lại, vì lời hứa của Chúa phải được đứng vững. Đó là nếu như con mình chết thì không thể nào sinh ra dòng dõi mai sau được. Trong cái đó ông nhận lời hứa từ nơi Chúa là gì? Dòng dõi sẽ đông như sao trên trời thì khác thế biển. Sự thử thách là một điều thật lạ gì không? Chúa thử thách từng cá nhân, Chúa thử thách từng gia đình, Chúa thử thách trong các mối quan hệ, Chúa thử thách trong hội thánh. Tất cả mọi người từ già trẻ đến bé đều phải trải qua sự thử nghiệm của Chúa hết. Rồi để một ngày kia Chúa nói rằng là mọi vật phải đều qua lửa hết. Cái gì là vàng bạc thì sẽ còn lại, cái gì là sơm giá cỏ khô thì sẽ thôi, sẽ cháy hết. Và rồi cái sự thử thách mỗi một lúc lại lớn hơn nữa, càng ngày càng lớn hơn nữa. Thì thưa bà chị em, những người như Asa rồi cũng xa bại ở cuối cuộc đời mình, người như Solomon đầy dẫy sự khôn ngoan thông sáng của ân điển của Chúa rồi cuối cuộc đời cũng chẳng ra gì. Chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ sao? Liệu như tấm lòng của chúng ta có trung kiên nói với Chúa rằng dầu cho tất cả mọi người rời xa Chúa, con phải không bao giờ rời xa Chúa. Dầu con phải chết, dầu phải mất mạng, con cũng không bao giờ rời xa Ngài. Con vẫn phải chọn lòng mình với Ngài. Ông anh chị em nhớ câu chuyện mà khi Chúa đưa sắt dân Israel ra khỏi Ai Cập không?
Khi mà Pharaoh biết là không thể nào mà cản trở được dân Israel ra khỏi Ai Cập thì ông có làm gì? Ông có thỏa hiệp. Ông bảo thế bây giờ ok đi thờ phượng Chúa vào không? Được. Thế bây giờ chỉ cho mỗi đàn ông đi thôi để là đàn bà không đi. Ông Môi-se bảo không. Đi là đi hết. Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp được. Rồi lần khác ông Pharaoh lại nói là ok, thế bây giờ đàn bà và con đứa đi nhưng để lại tài sản. Tìm cách để thỏa hiệp mà. Rồi Pharaoh nói ra, Môi-se nói ra, xin thưa với vua, chúng tôi đi là đi hết. Sức hòa hiệp là điều nhiều người mắc phải nhất. Tức là không bỏ Chúa, không bỏ Chúa, vẫn để thập giá ở trong nhà, vẫn để ảnh Chúa ở trong nhà, vẫn để kinh thánh ở trong nhà. Vẫn chủ nhật thì có thể vẫn đi thờ phượng, nhưng mà lòng thì nó rời xa Chúa và sống không khác gì thế gian. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Đó là tự xem lại ngoài nhà thờ ra thì chúng ta sống như thế nào. Ngoài nhà thờ ra thì chúng ta sẽ nghe điều gì, chúng ta sẽ nói điều gì, và chúng ta dành bao nhiêu thời gian cầu nguyện và học lời Chúa. Sự thỏa hiệp là điều tệ hại nhất ở trong thế hệ chúng ta đang sống ở đây. Tức là nhiều người có danh nghĩa, có cái mát và có đức nhân, nhưng mà không sống đúng như điều Chúa dạy. Tấm gương thứ ba đó là chính là tấm gương của dân Israel. Có câu chuyện trong cách quan sát, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người nghe. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình và xem lời Chúa. Dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va có chúng vào tay dân của Madian trong bao lâu ạ? Chúa có muốn cho dân sự của Chúa phải đau khổ. Cũng trong sách ta quan sát nói rằng khi dân của Chúa đau khổ thì lòng của Ngài cũng đau khổ. Khi Chúa phải giơ roi để đánh thì Chúa khóc. Giọt nước mắt của Ngài còn chảy nhiều hơn cả giọt nước mắt của dân sự Ngài nữa. Nhưng vì Ngài thương dân sự của Chúa cho nên Chúa vẫn cứ phải giơ roi để mà đánh. Dân Israel làm điều ác trước mặt Chúa cho nên là Ngài đã phó họ vào tay của dân Madian. Chúng ta đọc sách các quan sát và lịch sử của dân Israel chúng ta thấy chưa một dân tộc nào mà bị ngoại bang xâm lấn nhiều như là đất nước Israel. Tay của người Madian thắng hơn người Israel vì sợ người Madian, nên dân Israel làm cho mình những nơi ẩn náu ở trong núi, trong hầm. Có nhà mà không được sống ở trong nhà, có dùng không có bài thì có khổ. Phải đi ăn trốn. Khi dân Israel đã gieo giống thì dân Madian với dân Amalek và người phương Đông đi lên đánh Israel, đóng trại đối ngang người và phá hại mùa màng của xứ cho đến Gaza và không để lại trong Israel lương thực gì, hoặc chiên, hoặc bò hay là lừa. Vì chúng nó đi lên đem theo bầy súc vật của trại mình, loán đến khác nào một đám cào cào người và lạc đà vô số đến ở trong xứ đạo. Đó mà Chúa đưa người ngoại bang đến để tàn phá đất nước, quân giặc tràn ngập. Để về chúng ta có cái ví sánh là đông như quân Nguyên. Khi mà quân Nguyên đánh Việt Nam mà đông lắm, nhìn đâu cũng ra sặc. Cho nên người ta mới ví sánh có từ đông như quân Nguyên. Thì cái thời kỳ này cũng như vậy, quân giặc tràn lan đông như cào cào. Câu số 6, vì cớ dân Madian, dân Israel bị nghèo khổ, bần chật nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Khi nào họ kêu cầu Đức Giê-hô-va? Họ đau khổ, họ bần chật, họ khốn khổ, bắt đầu họ mới kêu cầu Đức Chúa. Chúng ta thử nhìn lại xem. Nhưng lúc nào là lúc chúng ta cầu nguyện nhiều, đọc kinh thánh nhiều, lúc chúng ta bị bận, ta nhớ đến Chúa nhiều, lúc chúng ta hết tiền, lúc chúng ta cô đơn, lúc chúng ta mệt mỏi, chúng ta nhớ đến Chúa nhiều. Ta biết cái sự kiện là 11 tháng 9,
sự kiện là khủng bố ở bên Mỹ. Sau cái sự kiện đấy thì các nhà thờ bên Mỹ không một chỗ ngồi, nhưng mà chỉ sau đó một thời gian thì làm hết xuống nhà thờ lại vắng tay. Rồi vừa rồi ở bên Mỹ cũng tương tự như vậy. Khi có những cái biến cố lớn xảy ra mà người dân họ cùng khốn như bắt đầu nhà thờ đều chặt, nhưng mà mọi cái cứ bình ổn trở lại thì nhà thờ lại vắng. Còn người Việt ở bên Mỹ thì lại làm câu chuyện rất là đáng để ghi nhớ, để ghi vào lịch sử. Khi mà Mỹ tiếp nhận những người tị nạn, những người tị nạn bao gồm những người tị nạn ở Hồng Kông, ở Philippines, ở Malaysia và một số những cái nước khác mà tiếp nhận những cái thuyền nhân ấy, thì họ bắt đầu mới gửi đến các nhà thờ, vì nhà thờ hay làm việc thiện, thì nhà thờ sẽ có một cái ủy ban để giúp đỡ cho những cái người mà mới nhập cư sang Mỹ. Thì công việc của họ là gì? Giúp đỡ để dạy cho người Việt tiếng Anh để họ hòa nhập với cuộc sống, dạy nghề và dạy văn hóa. Đó. Thì khi mà người Việt được nhận sự giúp đỡ từ những người địa phương thì họ xây hẳn những cái nhà thờ cho người Việt để thờ phượng. Nhưng mà sau một thời gian khi người Việt ổn định hết ở nhà thờ đấy, không còn một bóng người. Không còn một bóng người. Khi mà tôi đi Mỹ thì mấy cái vị mục sư mà đã từng giúp đỡ cho người Việt họ nói như thế. Và có những người thì cơ đốc nhân khi ở trong trại tị nạn thì đi trung tín, đi nhóm lại, đi thờ phượng Chúa, nhưng mà khi được giang đỡ cũng đi. Rồi sau khi mà mọi cái ổn định rồi đấy, một năm đi nhà thờ một lần vào dịp nào thì tăng xin. Lòng không có trọn thành ở nơi Chúa, lòng không có trọn thành. Biết bao nhiêu người tin Chúa ở Hồng Kông, tin Chúa ở những cái nước ngoài, họ sốt sắng, họ nhiệt tình, họ thậm chí tham gia vào những cái chức vụ của trong hội thánh. Thế nhưng về đây thì họ đi đâu hết rồi? Đến thăm họ có nhà thì có quyển kinh thánh là phải cầm để lấy giấy lau kỹ thì mới hết bụi. Còn có những nhà thì kinh thánh đã không còn rồi. Chúa đã trả lại thành công. Thương mà nhỉ em. Hy vọng và mong ước đấy không phải là câu chuyện của cuộc đời chúng ta. Chọn lòng, chọn thành thì về Chúa. Chọn lòng và chọn thành thì về Chúa. Để Chúa bạn cho mỗi một chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu đến Chúa thì Ngài sẽ giải cứu. Kinh Thánh nói là có bảy bấy giờ dân Israel đã kêu cầu. Đức Giê-hô-va về việc dân Manaan, nên Đức Giê-hô-va đã làm gì? Sai một đấng tiên tri đến cùng dân Israel mà nói với người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, giúp các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của Amorit tại trong xứ các ngươi ở, nhưng các ngươi nào có nghe ta. Chúa sai tiên tri đến là: ta đã giải cứu các ngươi và dặn các ngươi đủ điều, như các ngươi nào có nghe ta. Khi dân sự của Chúa hạ mình thì Chúa nghe, và Chúa sai các tiên tri đến là cảnh tỉnh để đưa dắt chúng ta vào bản đường của Chúa. Ông bà chị em biết chức vụ chính của tiên tri là gì không? Chức vụ chính của tiên tri không phải là nói trước tương lai. Xem đừng gặp những vị tiên tri là mong nói trước cho tôi biết tương lai của tôi như thế nào. Chức vụ chính của tiên tri là chỉ tội để cho người ta làm. Cho nên tiên tri thường hay đi gác là như vậy. Đi gác là sẽ chỉ tội. Trong
Kinh Phục Truyền đoạn 4 câu 29 chúng ta cùng nhau chúng đọc câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới học. Chúng ta thấy khi nào gặp được? Có nhiều người nói rằng là sao mục sư có nhiều người nghe được tiếng Chúa mà tôi chẳng nghe được tiếng Chúa gì cả. Câu hỏi đặt lại, thế anh đã hết lòng hết ý để tìm kiếm Chúa chưa? Tại sao người khác nghe được tiếng Chúa mà mình không nghe được tiếng Chúa? Vì Kinh Thánh nói chiên ta nghe tiếng ta mà. Chứ Chúa có bảo là chỉ mục sư mới được nghe đâu. Chiên là đã được nghe tiếng của Chúa rồi. Mà khi chúng ta không nhận biết tiếng Chúa thì có thể chúng ta chưa tìm hết lòng. Thi Thiên đoạn 9 câu số 10, chúng ta cùng khởi sự. Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Chúa không nói dối. Chính như vậy, nên chúng ta có thể tìm kiếm Chúa hết lòng. Chúa của chúng ta mà cũng giống như các thần tượng thì chúng ta không cần hết lòng. Chúa của chúng ta đến không nói rồi. Chúa dạy sẽ gặp được thì chúng ta tìm kiếm hết lòng. Tôi kể cho các bạn em nghe câu chuyện của ông tiên tri Sanu Sunda Ấn Độ. Bài giảng của ông cũng đang ở trên mạng, chúng ta có thể vào nghe. Những bài giảng của ông nói một ngày kia, Chúa bảo ông rằng con thức đến nửa đêm chờ thà. Thế là ông ấy ông thức đêm để chờ Chúa. 12 giờ một giờ chả nghe thấy tiếng Chúa phán được. 2 giờ ông chả nghe thấy cái gì được. Rồi đến 4 giờ đến sáng cũng không thấy cái gì hết. Thế ông ấy nghĩ là ổn, thế chắc là hôm nay mình chắc là Chúa chưa phán rồi, ngày mai thức thêm một hôm nữa. Thế rồi ngày hôm sau ông lại thức 12 giờ thức 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Chả thấy cái gì hết. Chả thấy Chúa phán cái gì hết. Và nghe tiếng con muỗi kêu vò ve. Khi mà chúng ta im lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì thường thì chúng ta sẽ nghe thấy rất rõ những cái tiếng xung quanh, như tiếng muỗi hay là tiếng của những cái động vật. Giờ ông có thức như thế không? Đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba chả thấy cái gì nữa. Mà Chúa sáng rất rõ rằng là con đã thức đêm này tại sao phản với con. Và rồi hôm cuối cùng là hôm gặp của Chúa, ông quay sang bên phải, quay sang bên trái đều thấy vinh quang Chúa đầy rẫy căn phòng. Và ông nói rằng sau hôm đấy ông đi cầu nguyện đuổi quỷ, giải cứu nữa, chỉ trong tích tắc như là bắt tay hay là quỷ ra tả lên một giá xuất ra khỏi người ta. Tôi khi thì chúng ta phải tự hỏi mình, chúng ta kiên nhẫn để chờ đợi Chúa được như thế hay không? Và ông Sadhusuna nói rằng Chúa nói với ông rằng vấn nạn của hội thánh ngày hôm nay là họ không có thời gian để chờ đợi ta. Trong cái bản tiếng Anh ấy, cái câu Kinh Thánh là người nào trông đợi Đức Giê-hô-va, tiếng Anh ai biết tiếng Anh ấy, từ trông đợi là gì ạ? Wait. Thế nào là wait? Đợi Chúa thì được sức mới. Đợi Chúa thì được sức mới mà. Vậy nhưng không phải chỉ cầu nguyện đó nhỉ? Esai nói là người nào đợi Chúa, wait. Người nào đợi Chúa thì sẽ được sức mới. Cho nên hội thánh không nhận được sức mới, không nhận được sự bày tỏ, không nhận được sự sống của chúng ta không trông đợi. Và khi chúng ta trông đợi từ đây, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa phán. Và chúng ta không được chạy qua bên hữu bên tả nhờ ông A bảo B giúp đỡ. Không phải nhờ ai hết, trông cậy vào nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi Chúa, nếu mà con đang cần tiền, Ngài là Đức Giê-hô-va Shiloh đứng chu cấp. Con đang cần sự chữa lành, Ngài là đứng Giê-hô-va Rapha đứng chữa lành cho con. Amen.
đang cần sự giải cứu. Ngài là Giê-hô-va Nissi đấng chiến trận cho con, trông đợi về nơi Chúa mà trông đợi về nơi con người. Và hãy luôn luôn nhớ lời Chúa trong sự ký thứ nhất, đoạn thứ nhì, đoạn 16 câu số 9 là: con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọng thành đối với Ngài. Amen. Chúng ta cùng nhau chúng đọc lại câu kinh thánh này và tôi sẽ kết thúc bài chia sẻ này. Chúng ta cùng nhau chúng đọc. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọng thành đối với Ngài. Một lần nữa, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian đang giúp sức cho kẻ nào có lòng trọng thành. Chúa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi chúng ta chọn thành, chọn lòng, chọn sức đối với Ngài. Amen. Chúng ta cùng đứng dậy thôi.